Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Nidai Võng đây. Thì mình sẽ tiếp tục với tựa game King Legacy nhé bạn. Thì lần này là mình sẽ làm tiếp tục về top 5 nha. Thì lúc trước thì mình đã làm cho các bạn coi top 5 chát quỷ rare. Đó, đánh du biển cực kỳ ngon này ha. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái top 5 đánh du biển đó. Nhưng mà mình sẽ thay rare bằng common tới uncommon nhé bạn. Đó, từ common tới uncommon xem cho các bạn coi có những trái đánh du biển cũng cực kỳ ngon, không khác gì rare đâu nữa các bạn yên tâm ha. Đó là vậy, cho những bạn nào mà muốn xài hàng cùi mà chất lượng cao các bạn đó. Chứ hàng rare thì quay ra thì cũng hơi khó đó. Đúng không? Legend thì không thể nè. Không phải không thể mà là rất là khó luôn bạn, Legend luôn. Còn rare thì hơi khó chút, còn uncommon là các bạn ra cực kỳ dễ luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh du biển cho bạn coi nha. Và trái đầu tiên trong... Rồi hết đi được rồi nè. Gì vậy? Thuyền viên giấy chứ mà hỏi. Ủa, mua lại thiệt mới. Trời ơi, bị gì coi. Rồi mua lại các bạn ơi, lỗi rồi. Thì các bạn nào thấy hay á, cho mình xin một like một subscribe của mình nha, để mình sớm lấy được 100k sub và lấy được nút bạc nhé bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trái đầu tiên trong cái top 5 trái từ common tới uncommon nhé bạn, đó chính là bao đó. Trái đầu tiên đó chính là bao nhé bạn. Trời ơi, không thể nào thiếu bao được, bao đánh từ xa cực kỳ ngon luôn á bạn. Thực sự đánh du biển từ xa cực kỳ ngon luôn, trưởng từ xa các kiểu luôn đó, nên không thể nào mà thiếu bao được. Mà bao chỉ là một trái common thôi nhé bạn, ở uncommon chứ, bao chỉ là một trái uncommon thôi đó. Đây để mình đi ha. Ôi, mình sẽ đánh du biển cho bạn còn một trái bao ha. Và nói chung là từ common tới uncommon á, thì mình chọn lọc ra nhé bạn, mình chọn lọc ra và theo ý kiến riêng của mình thôi. Nên các bạn nào muốn có những trái nào đánh du biển ngon hơn á, thì các bạn comment bên dưới nha. Còn đây là top 5 trái quỷ mà theo mình á, theo mình là đánh du biển có thể là ngon đó, và ổn nha bạn. Đó, đánh ngon mà ổn cho các bạn luôn. Ôi, nhưng mà mình nói không kém gì re, cũng nói giỡn đó bạn ơi. Đó, chứ làm sao mà mấy trái này mạnh hơn mấy trái re được. Nhưng mà tùy trái re nha bạn, có một vài trái re cũng cùi lắm bạn ơi, có một vài trái re đánh du biển cũng không có ngon đâu. Đó, có khi thua cả uncommon mà. Đó là một vài trái re mà không bay được nữa bạn, rồi không đánh du biển được. Ví dụ nha, mình ví dụ như trái re mà không đánh du biển ngon là trái Yami á bạn. Thật sự Yami không có chiêu gì mà đánh du biển luôn á. Thật sự các bạn phải tới gần hoặc đứng trên bờ. Đó, nói chung là mình tính những trái mà không dùng bóng nước được nhé bạn. Chứ mấy trái mà dùng bóng nước được là hầu hết như trái nào cũng dùng được rồi, là đánh du biển là bình thường nữa bạn, đúng không? Đó. Còn này là mình tính những trái mà không dùng bóng nước á, để các bạn có thể xài được những item giống như là giảm đam du biển nè. Đó, có thể là ngon hơn khi xài bóng nước nhiều. Để bóng nước các bạn đâu được xài mấy item khác đâu, đúng không? Đó là vậy. Rồi, tới thôi. Du biển. Để coi du biển lần này màu gì nhé bạn. Trời, hết Tết rồi đó. Để coi nhân phẩm mình có hên được hay không nha. Rồi, du biển đâu? Du biển màu gì đó? Đâu rồi, ra đi. Đâu rồi? Ủa, đâu mơ đâu vậy? Ủa, du biển đâu? À, bên kia là hả? Màu gì á? Trời ơi, màu đen. Trời ơi. Trời ơi, đầu năm đầu tháng vừa hết Tết ra con màu đen. Trời đất ơi, hay quá luôn. Trời ơi, đen thù lùi luôn. Đen thù lùi luôn phải không? Đó, chứ các bạn chỉ cần bật hai kỳ bảo bạn đứng chữ tôi sai thôi đó. Ồ, easy. Easy gaming. Ồ, nhưng mà sao đau vậy? Y nè. À, ôi dồi. Tại trái này không có bay á bạn, nên các bạn chuẩn từ đứng từ xa xa hơn tí, tại mình đứng gần quá bạn ơi. Đó, mình nghĩ là mình đứng xa ra một tí nữa là được. Sao mình không nghe tiếng du biển luôn á chứ? À, như là mình tắt tiếng hay sao á. Ủa, mình bật tiếng mà. Rồi, được rồi. Tiến lên. Đó, chắc mình đánh như mình như trước nha bạn, đánh mỗi lần đánh là đánh du biển còn 1.5 triệu máu thôi. Hứ. Ôi. Hứ. Ồ, cái chiêu này mạnh đó bạn, nhưng mà gần quá. Cái chiêu này mạnh mà gần quá. Đó, có bao chiêu này xa được nữa bạn. Đó, xa cái chiêu Z. Đó, cái chiêu V. Đó, nhưng mà cái chiêu bao mình thấy cái chiêu mà chừng như trưởng kia là đam to á bạn. Trưởng mấy cái chân bự á, đam to mà xịn sò hơn. Đó, thấy không? Đó, để tăng chút cho cũng được. Ôi, từ từ. À,
Muốn xài bao này dễ nữa là mấy bạn xài búa là được nha mày. Chuyển qua búa cho mình là các bạn có thể lên được trên cao á, có thể chuyển từ trên xuống được. Y y ừ né được hơn thế đó, chuyển đó thấy không nữa ha, đó đợi búa hồi rồi lên tiếp đó, rồi chuyển. Uầy ngon nhờ đó, chuyển uầy mạnh phết chứ đùa các bạn không, bao cũng ngon vãi luôn á chứ. Rồi chạy đâu rồi, trời sao mà chạy được, sao mà đỡ được. Lên đó để mình chưởng cho Jin ý y bắn mình chắc luôn đó. Cái chiêu này là dễ nhất, nó bạn có thể né dễ dàng đó, bạn thấy chiêu bao chưa, đau cũng to phết chứ đó. Rồi hư y hồi đã thế nhờ. Ôi đó, rồi còn như máu mình đánh như là cỡ 6 triệu máu là được nha bạn, đó vô biển còn 6 triệu máu là ổn đó. Hình như bắn mình đó. Ôi ủa sao mình quay đâu vậy, tự nhiên mình quay đâu vậy, mình quay thẳng vô cái cục luôn á chứ phải. Lên đó, rồi lúc này trưởng tới nè bạn. À, hầu hết như bao game nào cũng đánh xa vậy các bạn ơi. Đã. Nhưng mà bao trong này là chỉ có Incommon thôi thì hơi kỳ. Bao trong Lockroot tới hàng xịn sò luôn bạn, hàng Legend luôn á. Mình nghĩ là vậy. Nếu mà trong Lockroot có... Y chạy đi. Đại Lockroot là theo giá tiền á bạn, chứ không có theo cái phẩm chất. Rồi tan rồi, rồi tan rồi. Đó. Y Y rồi đó, lên để mình solo vô biển luôn nha bạn. Đánh có hai người nên hơi cực. Rồi chắc như đây được rồi bạn ơi, đó giờ mình sẽ qua trái tiếp theo cho bạn coi nha. Trái tiếp theo, ồ né 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 đó, mình câu câu vậy cũng được đó chứ đó. Rồi vậy được rồi đó, 6,2 vậy cũng được rồi. Bây giờ trái thứ hai ha. Và trái tiếp theo đó chính là trái cát nhớ bạn. Đó, trong lần này của mình đó chính là trái cát. Trời ơi, làm sao mà thiếu cát được các bạn. Cát đánh vô biển cũng ngon luôn nhớ bạn. Tại vì cũng có chiêu đánh từ xa cái kiểu luôn. Và có một chiêu bay nữa. Chiêu bay ở đây không phải là mình ý nó, mình ý muốn nói là bay nhanh nhớ bạn. Chiêu bay ở đây á mình muốn nói là có thể bay lên trời được. Và các bạn có thể chưởng tất cả các chiêu xuống vô biển được á. Đó, cái chỗ đó là vậy. Đây, để mình cho bạn coi nha. Đó, các bạn chỉ cần bay trên đầu vô biển nè. Đó, sao các bạn trưởng xuống hả, phiu trời nhìn cục cát bay kìa, cái gì bay hụt luôn vậy. Ừ cái chiêu này thì không được các bạn, chỉ có đúng à cát chỉ có đúng hai chiêu quánh vô biển được nhá mày. Đó, một chiêu lốc xoáy này, hai chính là chiêu Z á, còn hai chiêu còn lại là mình phải đứng trên đất liền các bạn mới xài được. Đó vậy là cát cũng được hai chiêu và một chiêu bay lên trời để đó phải không, đó chiêu bay lên trời gì cũng được đó, trưởng lên đó xong các bạn quay lên tiếp, thế cũng ổn, đỡ hơn mắt lộn mà đỡ hơn trái gì quên rồi, trái Yami á bạn, đỡ trái Yami nhiều. Trái Yami là thì như Yami cũng có đúng một chiêu quăng quả cầu vô bạn, với cái chiêu à trưởng cục đá đúng rồi, Yami cũng vậy, nhưng mà Yami thua cái là không có bay được các bạn, không có bay lên trời được đó, không có câu câu lên trời vậy được, nên Yami không có bằng cát chỗ đó thôi. Rồi chỗ này mình hút không khí vậy bạn, không có đất liền các bạn nên hút như không khí vậy. Ơ trưởng vậy mà hụt kìa, sao vậy, bay lên tiếp thôi đó. Ui gầm đau nghe đó, bay lên thôi. Từ chiều tập thêm nhiều người đánh nhanh các bạn ơi, đánh nhanh về ổn nè, chứ nãy đánh lâu ghê luôn á, mới chế đầu tiên là đánh lâu rồi. Cái gì nữa vậy, rồi tới giờ nhay nhúa rồi đó, tới giờ nhay rồi đó á. Đó tới giờ nhanh nhúa ra rồi, trưởng đó được hai chiêu hả bạn, nhưng mấy chiêu này mình tới gần của à tới gần thì được nhé bạn, tới gần xài được nè. À chiêu C là không được, chiêu C tới gần không xài được, chỉ có chiêu ít kia là xì bi ké bạn dậm dậm lên á thì còn xài được. Chiêu úp mắc cười quá, cái chiêu kia mắc cười quá nè, cái chiêu này nữa bạn đó, chiêu úp đúng một hit luôn á chứ, vãi thật sự.
Sanbulet. Sanbulet. Trời đất ơi, Sanbulet. Hứ. Chiu. Trời ơi, đã. Đó. Có những trái Incommon và Common khác nữa nha các bạn, cũng khá là nhiều đó chứ. Nhưng mà mình chỉ tổng hợp mình thấy những trái này là gọi là ngon ngon lành xịn sò thôi. Đó. Đó không? Bạn chưa chưa vết hồi nhanh nè, các bạn có thể bắn liên tục được luôn. Cũng ổn. Rồi. Như đây mình nghĩ như đây máu chắc ổn rồi đó các bạn. Chứ mình nghĩ là mình sẽ qua tiếp tục trái tiếp theo nha. Và trái tiếp theo trong danh sách Incommon nha các bạn, đó đó chính là trái Spike nha các bạn. Ôi, làm sao mà thiếu Spike được. Spike hơi bị xịn. Ờ. Đó bạn không? Spike là gọi là đỉnh cao luôn đó bạn, nó có đùa được. Tại mấy cái trái mà ra sao vậy các bạn, nên mình để vô là hợp lý luôn. Mấy trái Incommon ra sao vậy khỏe lắm. Đó. Nhưng có một cái chiêu thì hơi gọi là hơi đù đù tí là lăn cái bong bóng nè bạn, cái lăn cái bóng gai á. Lăn thẳng vô biển thì hơi gọi là cùi cùi tí, chứ còn lại chiêu là xịn nha bạn. À, còn lại chiêu ngon luôn á. Rồi, vô tới vô biển nè. Trái này cũng vậy nha bạn, các bạn phải lên cao hơn một tí. Đó. Thì các bạn muốn lên cao hơn nữa, các bạn giữ một chiêu cho mình. Đó, đợi chiêu chết hồi là các bạn bay lên gì cũng được. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần xài chiêu vô. Đó, vô biển thôi. Ui, 6 hít luôn hả? Ui. Ôi, có chiêu này, chiêu này đù nha. Y. Cái chiêu lăn bóng nước cũng đù vậy. Cái chiêu lăn bóng nước cũng hơi đù nha bạn. Rồi, mưa luôn rồi. Hiện tại là trời mưa luôn rồi nha bạn. Ui, tính ra Tết giờ mới được một lần mưa luôn á chứ. Chỗ mình đó bạn. Vậy là chỉ có chiêu trường trưởng hay nào bạn, với lại cái chiêu quay vậy là ổn ha. Còn hai chiêu còn lại là phải đứng trên bờ mới ngon. Cái chiêu lăn bóng này với chiêu ngồi trường trưởng kia các bạn. Y. Đó bạn nhìn quay nè. Ôi hít cổ. Ôi nhìn hít lên kìa. Phải cái chiêu dép. Ủa cái chiêu dép ảo vậy? Bạn nhìn nha, nhìn hít nè. Trời ơi. Oh my god. Xạo thiệt chứ. Rồi đánh. Rồi được rồi, đủ rồi. Ô lố rồi. Lố rồi. Dừng xì tóp. Mấy bạn này quýnh lẹ quá. Xì tóp. Được rồi. Đó. Để mình đổ qua trái khác nha. Và trái tiếp theo trong lần này luôn. Đó, đó chính là trái Smoke nha bạn. Y. Y. Làm sao mà thiếu khói được. Trời ơi, khói cũng thuộc dạng xịn sò mạnh mẽ trong tựa game này luôn nha bạn. Đó, Incommon luôn nha. Hình như nãy giờ là mình review cho bạn hết là 4 trái Incommon rồi. Bao cũng là Incommon luôn đúng không? Đó là 4 trái Incommon luôn rồi. Đây. Đây ha. Common tại vì common ít có trái xịn đó bạn ơi. Common thì ít trái xịn lắm. Rồi vô. Vô. Tiếp. Go. Tại vì common thì ít như ít trái ngon lắm bạn. Mình thấy chưa bộ ba mà để vô anh sói nè. Lão cổ rồi kia thôi mình chịu luôn á bạn. Đó là vậy. Nên ôi. Đó. Nên mình bỏ qua mấy trái đó. Ui cái gì vậy? Đau. Và đây là top 5 mà những trái mà các bạn có thể không cần lên bờ nhé bạn, nhỏ như mình nói đó. Ôi, trái khó này chiêu này là ngon nhất đó bạn. Đốt đúng đau luôn á. Nhưng mà từ từ để mình lên cao tí nữa là mình xài tiếp. Chiêu khó là vậy. Đó. Rồi, vô nè. Những trái mà các bạn không cần đứng trên bờ nha, có thể đứng đánh vô biển từ xa được á. Đó, đó là những thứ mà mình muốn làm như vậy. Rồi, bơi. Ủa bèo, ui hít nè. Ui. Tính ra trái khói này mà lúc chưa sửa mà đánh vô biển một hít một cái thôi nhớ bạn. Ôi đốt đam kìa. Ôi 85 hít rồi. Chọn cái này chạy. Y. Đau. Y. Sắp toang rồi. Y. Đau. Rồi vậy ổn rồi đó. Ôi. Đau. Toang bây giờ. Rồi lên thuyền. Ôi. Đau. Đó. Rồi. Phải ôi đau. Trái cuối cùng trong lần này luôn nhớ bạn. Đó. Đưa. Để bò đưa cho bạn giữ. Đó. Ơi gì vậy? Người bị vậy? Ủa? What? Gì vậy? Trời. Cái mặt rồi. Cái mặt mình bị gì nữa bạn? Rồi cái người mình. Ôi. Xé áo rồi luôn. Mà còn hai cái tay này. Ôi quần rách tùm lum luôn. Vãi.
Và trái cuối cùng trong danh sách này đó chính là trái Kumon nhé bạn. Trời ơi, ê gì vậy? Đó chính là trái Kumon luôn chứ không phải là loại Kumon đâu nhé bạn. Và trái gọi là mạnh mẽ nhất trong tất cả mọi từ game luôn, khiến ai cũng phải sợ, đó chính là trái bơm nhé bạn. Trời ơi, không thể nào mà thiếu trái bơm được. Đó, để mình cho bạn coi trái bơm như thế nào nha. Trái bơm đánh vô biển mới gọi là hơi bị mạnh luôn á. Rồi, rồi lần này kêu luôn nha. Đó, lần này kêu luôn nha. Go 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 go. Thôi. Ôi, từ từ tránh 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 biển ra tí. Ý, đó biết ngay ở bãi biển mà là tránh lên bờ các bạn. Biết ngay mà vừa lên bờ là mình sẽ bị vô biển bắn liền. Rồi, từ để mình bay lên tí nữa đã. Rồi. Ủa đâu rồi? Trời đất ơi. Đừng vô biển. Trời có khó khăn lắm mới lên được lên trên đó trời. Lên tiếp. Đó. Rồi, trưởng. Chiu. Quăng bóp. Đùng. Nó đạp nè. Ủa mẹ chưa? Nổ. Cái này là bơm chưa thức tỉnh nha các bạn. Chứ bơm mà thức tỉnh rồi là đánh vô biển xịn nữa. Đó. Các bạn nào mà xài bơm thức tỉnh rồi là đánh vô biển cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Ngon lành luôn á. Đó, còn mình là mới thức tỉnh được có 3 chiêu thôi. Nên mình tạm thời để thôi nha các bạn. Đó, lộn, phải tạm thời. Bắt buộc nha các bạn, mới 3 chiêu thôi là mình phải bắt buộc để vô rồi. Đó, mà các bạn nào mà thức tỉnh hết đủ cỡ 5 chiêu các bạn là bơm là thuộc dạng đánh vô biển xịn sò như re luôn á nha, thật sự. Đó là vậy. Bơm sẽ đánh vô biển xịn sò như re luôn. Quăng bơm vô nè, trời ơi đã chưa. Quăng xít mũi nè. Đó. Ý. Ý. Lên, để mình quăng trái bơm. Đúng. Trời ơi, dướng rồng nữa chứ. Trời ơi, mình đang tính mình là người kết liễu rồi. Kết thúc vô biển rồi mà quăng dính vô đuôi rồng. Rương 2 nè cũng được nè, chưa. Đầu. Đó, Axie là có đi mình đó bạn. Lần này ra lưỡi hái nè. Lưỡi hái. Ủa mở chưa? Trời ơi, 1 triệu tiền 6 game. Trời ơi, trời ơi, mới chơi Yami xong. Ủa Yami đâu phải re đâu. Cái này là Shadow. Lộn, Yami là re chứ lộn, phải Yami đâu phải re. Lộn, Yami là re, cái này trái Shadow. Nhầm. Rồi. Trời ơi, được rồi nha bạn. Trời chê. Chê ai cũng Kumon luôn. Ồ ai cũng in Kumon luôn, trời ơi. Này thì chê, có đúng bạn này là được chỗ re đó bạn, có đúng bạn này là được trái tơ re. Còn như là in Kumon, à bạn này nữa. À vậy hai bạn re. Còn là in Kumon không luôn. Trời ơi cái gì vậy. Thôi mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây nhé bạn. Thì mình đã làm xong cho bạn coi top 5 trái in Kumon, Kumon và in Kumon đánh vô biển có thể gọi là cực kỳ ngon luôn nhé bạn. Đó, có thể đánh từ xa và đam cũng nói chung là cũng ổn nhé bạn, tất nhiên là sẽ không bằng re rồi. Đó, nhưng mà những cái này các bạn có thể random ra dễ hơn và để đánh vô biển dễ hơn nữa. Đó là vậy. Random dễ nè và đánh vô biển ổn. Nên các bạn có nhiều bạn thì khó kiếm ra được re hoặc có thể xui giống mình á, không ra re được nên các bạn có thể xài những trái gì cũng được ha. Rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây được rồi ha. Thì các bạn có thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye. Ây nha, các huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.